mà em phải đi làm. Ông đang này, ông làm MC nhưng mà ông đam mê đủ thứ luôn. Dạ vâng, rồi. Dạ, rồi lát con quay lại. Chúng ta sẽ trả sóng lại cho chị Bùi Thanh Thủy để làm quen với Master biểu diễn ở đầu cầu phía bên kia quý vị ạ. Vâng, và bây giờ tôi đang đứng ở bàn một Master rất là đẹp trai và nổi tiếng. Anh là Master Hiếu Đặng và cũng là nhà tài trợ của chương trình này. Anh sẽ tài trợ cho tất cả những người tham dự chương trình ngày hôm nay một cái lớp vẽ lông mày. Và cái lớp này thì ai yêu quý không gian cũng cần phải biết đến nó. Cái lớp này nếu mà thu tiền nó sẽ trị giá bao nhiêu nhỉ? Lớp này trị giá là 2 triệu rưỡi một trong một ngày, 2 ngày tiền. Vậy là em sẽ dạy trực tiếp hay online? Em dạy trực tiếp đối với Việt Nam và offline đối với Việt Nam và online đối với nước ngoài. Sao làm cho bạn? Em dạy trực tiếp với người Việt Nam và những người nước ngoài muốn dạy online. Và số lượng bao nhiêu quan trọng? Số lượng càng đông thì càng vui nữa. Vậy thì nãy giờ chị cứ hỏi em thôi. Em chưa cho mọi người biết em là ai, đâu. Em xin chào tất cả mọi người. Em là Hiếu Đặng, em đến từ Hồ Chí Minh. Em hiện tại em có 2 cơ sở ở Hồ Chí Minh, đó là một cơ sở chuyên về đào tạo ở cư xá Đô Thành và một cơ sở chuyên về làm